mấy cái nhỏ nó xé rồi nó ăn nè, ngon dễ sợ chưa, hấp dẫn không mọi người nè, rồi mình mới ăn nè, ngon quá mọi người, tự tin luôn á. Hello mọi người, thì hôm nay mình với các bạn thử làm cái bánh gọi là bánh chi kinh đô nha mọi người. Thường là có cái bánh chi Nhật Bản, nhưng mà bánh đó thì lâu rồi, bây giờ mới ra một cái loại bánh chi kinh đô bên Việt Nam. Thì mình mới vừa học xong, không biết làm thành công không, nhưng mà cùng mọi người làm thử ha, chia sẻ công thức của thầy luôn. Thì đầu tiên nếu bạn nào có cái bếp lò giống như mình á, thì có hai rãnh vậy, thì các bạn để một mâm nước trước đi ha. Rồi mình bật lò lên để 170 độ C hay là khoảng cỡ 338 độ F bên Mỹ đó mọi người ha. Đó, bây giờ làm nóng lò, bây giờ chúng ta bắt đầu làm bánh nha các bạn. Thì bây giờ đầu tiên cái bánh này đòi hỏi mình phải có bơ khét, nhưng mà nếu các bạn nào không muốn làm bơ khét thì mình bỏ qua công đoạn này nha mọi người. Mình có thể sử dụng vani, theo như công thức thầy mình nói là có thể sử dụng vani, nhưng mà bây giờ mình cứ làm giống như thầy chỉ đi ha, làm bơ khét. Thì bây giờ mình bắt đầu thực hiện bơ khét. Thì bây giờ mình bắt chảo lên cho nóng nha các bạn, rồi bỏ bơ vô mình đun. Thì cái công thức bánh này thì mình cần có 300, công thức này mình làm 3,5 bơ khét các bạn. Bỏ bơ vô rồi nè cả nhà, bây giờ mình đun lên cho nó hơi khét khét chút xíu nha các bạn. Thì công thức này mình dùng là 3,5 bơ khét, thành thử ra mình cũng làm một chút xíu thôi để cho nó đun chảy ra ha. 3.5 gram thì cũng không nhiều nha mọi người. Thì cái cách làm bơ khét này thì cũng đơn giản lắm mọi người. Các bạn cho bơ vô ha, xong rồi đun cho nó cháy khét, rồi vừa vừa lên thôi chứ đừng để khét quá nha các bạn. Đun cái này mình để lửa lớn nha mọi người. Đó, rồi xong rồi đó các bạn. Như vậy là được rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đông 3.5 gram bơ khét nha các bạn. Đó, này là 3 gram rồi, các bạn thấy 4 gram rồi, có phải chút xíu thôi. Tính ra nó có một chút xíu vậy nè mọi người. Đó, các bạn. Cái này mình thử có thành công không nha các bạn, cho nên cùng làm với mình chứ không phải là mình đã làm qua rồi nha mọi người. Ok rồi, kế đến là cái gì ta, rồi kế đến bây giờ mình chuẩn bị kim chi nha các bạn. Kim chi các bạn cân cho mình là 150 gram. Ở Mỹ thì mình mua loại kim chi này nè cả nhà. Kim chi này ở trong Costco thì rất nhiều nha các bạn. Bây giờ mình cân kim chi. Công thức này mình làm 4 cái bánh, cái hình oval đó mọi người. Thầy mình dạy thì tới 8 bánh nhưng mình chia làm 2 ha. Tại vì làm rồi nhà đâu có ai ăn hết đâu mọi người. Để mình thử nghiệm không biết được hay không, nên mình thử nghiệm thôi ha. Khóa này mới vừa học xong đó các bạn, mà mình chỉ học online thôi, mình không có học trực tiếp ở Việt Nam, tại mình đang sống bên Mỹ cho nên mình không có học trực tiếp được các bạn đó, cho nên không biết làm thành công hay không nữa đó. 150 gram ha, xong. Tiếp theo là các bạn tiếp tục cân cho mình 150 ml nước lọc ha. 150 ml, bớt ra xíu. Cái này thật ra nó hơn thua một vài ml cũng không sao đâu các bạn. Này hơn, bớt ra xíu ha. Rồi đúng 150. Mình tiếp tục cân 75 gram dầu ăn nha các bạn. Mới nãy mình quên bấm nút play nên nó đi qua mất tiêu cái chuyện cân dầu ăn ha. Rồi bây giờ tiếp tới là trứng nè. Trứng thì ở đây mình có 9 trứng, nhưng với điều kiện là tính luôn cái nguyên một vỏ trứng là trung bình là 70 gram một cái trứng nha các bạn.
trứng thì trứng to đó mọi người. Để mình thử coi đúng không nha. Cái này có 50 mấy nè, cho nên không đủ nè. Vậy mình chắc mình phải làm 10 trứng. Bây giờ mình tách trứng ra mình cân thử nha các bạn. Cái công thức trứng của mình đó các bạn là cái lòng đỏ không là 187 gram. Thành thử ra bây giờ mình phải lấy hai cái ơ. Mình chuẩn bị một ơ lòng đỏ, một bên ơ lòng trắng. Sorry mọi người nha, tại vì mình mới thử nghiệm cái công thức này, cho nên nếu mà có nói hướng dẫn hơi chậm thì các bạn thông cảm giùm mình nha, nó hơi dài dòng xíu. Thì sau khi xong đi là mình coi cái nào dài quá mình cắt bớt, nhưng mà vẫn đầy đủ thông tin cho các bạn ha. Bây giờ mình lấy ra nè các bạn, mình tách lòng đỏ với lòng trắng ha. Một ơ là lòng trắng, ơ là lòng đỏ, nhưng mình cân sao lòng đỏ là 187 gram nha mọi người. Mình nhắc đi nhắc lại ha, để sôi lộn, tại vì cái này mình mới làm cho nên mình cũng phải cẩn thận. Gà này nếu các bạn ở Mỹ mình vô mình mua cái gà organic ở trong Costco, cho nên cái trứng nó hình như hơi nhỏ hơn mấy cái trứng ở chợ Walmart. Cái trứng organic mình thấy nó nhỏ hơn xíu, cho nên để chắc ăn mình cân cái lòng đỏ cho nó chắc ha, đừng có tính theo trứng. Tám bảy giờ mới 1:02 à hả? Các bạn thông cảm nha, chắc hơi lâu đó tại vì phải làm cẩn thận. Đó, rồi 187 đúng luôn đó mọi người. 10 trứng rưỡi đó mọi người. Nếu mà các bạn nào ở Mỹ mà mua cái trứng organic ở trong Costco là 10 trứng rưỡi đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình có hai ơ lòng trắng lòng đỏ rồi ha. Rồi tiếp theo bây giờ là mình chuẩn bị 75 gram bột mì số 8. Ở nếu mà bạn nào ở Cali á, thì hoặc ở Việt Nam á, thì các bạn dễ mua cái này rồi ha, chợ Việt Nam nào cũng có bán. Ở Việt Nam thì trong siêu thị lúc nào cũng có bán cái loại bột này nè mọi người. Cái bột mì số 8 của Vĩnh Tường á. Còn nếu ở các cái tiểu bang mà không có đó, mình đi ra mua cái bột bánh làm bông lan của Mỹ đó các bạn. Thì bây giờ mình dùng 75 gram bột ha. Nó chín màu rồi. Mình chưa bấm lại số 0. Rồi lấy cái tô khác bỏ vô. Rồi lấy cái tô khác để mình lấy cái chỉ số cân nặng của cái tô. Bỏ lên. Mới chín ra mà. Rồi 75 đúng luôn. Để mình check lại công thức coi đúng không mọi người đó, tại mình mới làm đó, cho nên mình cũng không có nhớ nha các bạn. Ok à, 300 đúng rồi, đúng 75 gram. Rồi bây giờ mình cân bột bắp. Bột bắp thì dùng con sắt nào cũng được ha mọi người, nhưng mà thường thì mình dùng loại này các bạn đó. Mình dùng loại này ha, cũng loại này là bao nhiêu ta. Bột bắp các bạn cân cho mình 76 gram nha các bạn.
Cái này mình làm 8 cái công thức phân nửa của thầy, công thức 4 cái là phân nửa của thầy mình. Còn nếu bạn nào thích làm 8 cái thì các bạn cứ nhân đôi nha. Nếu các bạn nào mà làm kinh doanh, làm thử đi, rồi nếu mà được có mình kinh doanh online hay gì đó thì mình làm gấp đôi lên ha. Ông thầy này ở Việt Nam ổng cũng dạy và ổng bán bánh đó mọi người, mà không có dạy online, các bạn mình phải nhờ một người bạn mình ở Việt Nam á, cũng chuyên về bánh á, Si đi học á, rồi mình trả tiền cho Si, xong rồi Si đi học giùm mình, xong rồi Si quay video lại các bạn, rồi đưa lại công thức cho mình, rồi Si cũng biết luôn đó, vậy đó. Thì bạn bè ở Việt Nam giúp mình vậy đó. Ok, bây giờ cái này xong, bây giờ đến đường nha mọi người. Bây giờ đến đường, đường á thì mình sử dụng loại đường này ha, các bạn mua Walmart cũng có, hoặc là Costco thầy thì cũng có. Nói chung là ở Mỹ thì chợ nào cũng có đường này hết, còn ở Việt Nam thì không biết, lâu quá mình không có về Việt Nam nên mình không biết là lúc này Việt Nam bán loại đường này có hiệu nào ha. Mình nghĩ chắc Biên Hòa nữa, đường bột nha các bạn, 175 gram đường để làm bánh, chứ không phải đường ăn của mình nha mọi người. Rồi, 175. Trong cái đường này các bạn thêm cho mình 6 gram bột bắp nữa ha, chung đây luôn, cẩn thận các bạn, chúng tôi lấy ra không được đó. 6 gram chứ bột, rồi đủ rồi. Rồi các bạn cho thêm mình một muỗng cà phê, cái này là các bạn cream of tartar mà ha, một muỗng cà phê. Đó, rồi các bạn trộn đều cái này lên ha. Rồi xong, coi như cái phần cân của mình xong rồi đó mọi người. Bây giờ bắt đầu làm nè. Bây giờ mình sẽ check lại một lần nữa các nguyên liệu ha. Cái này là đường ha, đường trong đây có bột bắp nữa với lại cream of tartar. Còn cái này là bột bắp, này là bột số 8, này nước lọc. Cái này là bơ khét, dầu cộng cream cheese ha các bạn ha. Ok, bây giờ mình bắt tay vô làm coi làm cách nào nè, mình phải đọc mới làm các bạn ơi. Quay trở lại ha, để bắt đầu làm bột đó các bạn, thì các bạn đầu tiên các bạn mình đọc trong công thức á, là mọi người phải bắt cho mình một cái nồi nước sôi, hoặc là các bạn có cái hấp giống như mình á, thì các bạn nấu cho nước sôi lên đi ha. Tại sao như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp làm tiếp thì mới biết tại sao. Thầy nói là mình phải quậy cách thủy các bạn, cho nên bây giờ mình phải làm giống vậy ha. Bây giờ mình đang nấu một nồi nước sôi, bây giờ mình qua mình làm bột đây các bạn. Nước mình cho chung vô một cái tô, kế bến là phô mai nha các bạn. Rồi, mình lấy cho hết đi mọi người. Sau đó mình cho bơ khét vô nha. Hai cái. Rồi đến gì nữa? Rồi đến dầu cho hết luôn nha mọi người. Khuấy tan, các bạn khuấy đều cho tan luôn ha. Khuấy xong thì mình lại cho bột mì vào các bạn ha. Này nó chưa được tan lắm, để mình phải khuấy cho nó tan mấy cái chi ra. Mà mình nhắc các bạn luôn á, là trước khi mình làm á, mình để cái hộp chi đó ra nhiệt độ phòng đi các bạn, khoảng 1 tiếng trước đi ha. Còn không các bạn cân đúng 100 nãy nhiêu ta, cân cái số lượng chi á, mình cân sẵn thì mình để nhiệt độ phòng cho nó dễ. Cái nãy mình để rồi đó, mà giờ nó còn chưa tan nữa nè mọi người. Nó đánh đều cho chi nó tan ra các bạn, lát mình khỏi bị lợn cợn, tại mình bỏ bột vô là nó nở. Mình nghĩ video hôm nay chắc dài luôn á các bạn, nên thôi kệ, chịu khó nha các bạn. Mình chịu khó mình học
học mình làm, mình cũng mới làm cho nên mình không có tóm gọn công thức lại cho các bạn được, làm tới đâu quay tới đó. Cũng không biết thành công không nha mọi người, mình nói trước các bạn đừng có cười mình nha, mình cũng không biết thành công hay không nữa. Rồi sau khi quậy xong á, mình cho bột mì vào mọi người. Sau khi mình ấy xong, mình cho bột mì vô ha, khuấy tan tiếp. Mình quậy cái này cho đều xong rồi mình đi quậy ở trong cái nồi cách thủy đó các bạn. Ok, bây giờ mình đi quậy cách thủy nha các bạn. Quậy đều tay nha. Bây giờ mình quậy đều tay đến khi cái bột nó trong mà nó sệt lại, trắng đục cái chung trong các bạn cho đi. Trắng đục quá nó đều lên là được nha các bạn. Nặng tay là ok. Rồi, nó quậy tan ra được rồi, quậy tan là được nha mọi người, tan cho nó đều bột với lại mấy cái hỗn hợp mấy nãy mình làm đó các bạn, mà bột nè với lại chi gì kia nọ, bây giờ đều rồi nè cả nhà, mình bắt xuống cho các bạn coi nha, đó, mình bắt xuống cho các bạn coi nè, đó, bây giờ đều rồi, bây giờ mình tiếp tục cho cái gì ta bột bắp vô nha mọi người. Bạn dùng cái phới này nè, làm cho nó sạch cái miệng đó. Để thôi cái bột khô nó còn dính ở trên nè mọi người, cái rác mình làm cái nó không có đều các bạn. Tại cái bột nó khô nó chưa có đều á, mình phải vét hết cái bột khô dưới cho trên miệng. Vét hết xuống luôn nha. Đó, các bạn thấy nó đều rồi chưa? Sắm lại đẹp ha, dĩ như sợ nè. Rồi sau khi bột nó đều rồi thì mọi người để cho nó nguội nha, ở chùa nó dâng mình đứng hết lại tay dâng mình đứng hết mọi người. Trời là không biết thành công hay không đây. Hồi hộp quá các bạn ơi. Để nguội khoảng cỡ 40 độ á, là các bạn tiếp tục cho cái trứng vô khuấy đều lên nha mọi người, để mình lấy cái đồ khuấy cho nó dễ. Cái này để mình vét thôi nó mới sạch, còn nó khuấy thì khó hơn cái này các bạn. Đó, bây giờ mình bỏ trứng cho mình khuấy đều nè. Lưu ý là cái bột để nguội khoảng cỡ 40 độ thôi, hơi nguội nguội thôi nha các bạn, đừng có để nguội quá. Nếu mà nguội quá chắc mình nghĩ là trứng nó sẽ tanh hay sao mọi người. Cho nên cái mục đích của thầy là đừng có để nguội quá. Mình cũng phải là dân làm bánh chuyên nghiệp cho nên hơi lộn cộng. Bánh mấy cái bánh bông lan trứng muối, bánh chia Nhật Bản mình làm được các bạn. Để dịp nào rảnh á, mình sẽ mời các bạn cùng làm với mình, chia sẻ với nhau công thức chia Nhật Bản với lại bánh bông lan trứng muối ha. Rồi cách làm sốt này kia nọ, cách trang trí bánh bông lan trứng muối. Nếu bạn bè nào mà thích cái kênh của mình cho mình xin một like các bạn, một comment nếu mà bạn có thắc mắc ha, một đăng ký kênh, mình có động lực học nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Công thức này mình học tiền Việt Nam đó các bạn, 1.200.000 đó các bạn, 1.200.000 mà mình phải nhờ các bạn nó đi học giùm. Không biết học và chia sẻ gì ông thầy không có la ông biết ông có bực bội không biết. Nhưng mà mình cố không biết ngon không nha mọi người, để mình thử rồi. Làm thử ra có ngon không. Lát cuối video chờ nếu mình ăn thử mà ngon thì các bạn hãy thực hành theo nha. Còn không ngon là chắc mình cũng không làm video đâu các bạn. Quay vậy thôi chứ mà lát không ngon là bỏ luôn á, xóa luôn á.
Rồi, đều rồi nè mọi người. Rồi bây giờ mình đánh lòng trắng ha. Các bạn đánh từ 1 đến 2 là khi nào nó có cái bọt á, nó nổi lên mặt á là chúng ta cho đường vô ha các bạn. Mình phải kiểm tra lại coi mở camera chưa. Nhiều khi mình để chỉ các bạn mà mình quên bật cái chế độ quay á, cái tính chừng quay quá tức quá mất tiêu rồi, đâu có làm lại được mọi người. Mẹ làm bánh không? Bánh thôi, cheesecake. Con lấy gì đó? Đánh trước trứng cái lòng trứng về ra lòng trắng vậy, mục đích để cho khỏi xanh đó các bạn. Cô mẹ khác rồi. Love you. Rồi bây giờ đến khi nó nổi bọt như vậy nè mọi người, nó bọt bự bự vậy nè ha. Các bạn thấy không? Để mình cho các bạn xem nha. Sao quá, hồi đó nó nổi bọt vậy nè. Thì mình bắt đầu mình cho bột đường vô ha. Mình cho cái hỗn hợp lúc nãy. Cho từ từ vô. Vẫn có tốc độ nhỏ nha mọi người. Vô hết rồi các bạn, bây giờ mình tiếp tục đánh ha, đánh chính khi nào bột cái lòng trắng nó mịn lên là nó thành chớp đó các bạn thì ok ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu tăng dần lên chút nha các bạn, tăng tốc độ lên chút. 4 lòng trắng với lòng đỏ thì kia rõ rồi đó, các bạn bắt đầu tăng tốc độ nha mọi người, tăng lên số 4 nha. Trong lúc đánh đó, các bạn nhớ dùng cái phới ngầm này nè các bạn. Các bạn chét mấy cái bột hay cái đường nó văng phía trên xuống nha. Để một lát không thôi là khi mà nó đạt được cái mức độ yêu cầu rồi đó mọi người, mà ở trên nó còn dính xuống á, cái mình lại vấy vô cho nó chung với nhau, nó lại không có, nó không có đều cái bánh của mình hay cái bột nó không có đều. Tiếp tục đánh nha các bạn. Bây giờ cái bột của mình là sắp đạt rồi nè các bạn ha. Các bạn thấy không, khi mà thấy nó quay xoắn gì mà cái giống như mấy cái răng gân gân hình giống như bậc thang á, nó hiện lên vậy là thấy được rồi đó các bạn. Rồi các bạn thử nha. Nè cái chốt nó hơi cong cong vậy ha, là các bạn đánh cho mình thêm mấy giây tốc độ nhỏ nữa mọi người ha, là ngưng được rồi các bạn, để cho bột nó đều lại á. Mọi người thấy nó giống như nó xếp bật giống như cái bậc thang nè, cái răng này nè. Rồi ok ha, với lại cái này nó cong rồi nè. Các bạn thấy hai cái chớp này nè. Đó các bạn nhìn hai cái chớp này nó hơi cong lại xíu á, đâu có rớt xuống đâu thấy không? Rồi ok nha mọi người. Bây giờ mình pha hai hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng với nhau các bạn. Tiếp tục nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình lấy 1/3 của cái ơ màu trắng này, mình bỏ vô cái ơ màu đỏ. Theo kiểu phới lòng nha các bạn. Dân làm bánh thì phới lòng là nói là họ biết liền ha. Còn mình là dân
dân làm ăn, dân ăn chứ không phải dân làm. Cho nên mình sẽ làm cái kiểu cho mọi người thấy luôn, phới lòng là sao ha. Rồi 1/3. Rồi các bạn phới lòng theo kiểu là các bạn từ ở dưới các bạn đưa lên trên ha, dùng cái cây này nè các bạn. Bạn phới từ dưới lên trên, cứ xoay đều vậy đó, đến khi cái tô này nó đều thôi nha mọi người. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, cái tay mình ha. Tất sau này tất cả các loại bánh khác, các bạn từ bánh bông lan, trứng muối cho đến chi Nhật Bản hoặc là chi Đài Loan hay gì đó, nó liên quan đến bánh bông lan là các bạn đều phải phới lòng như vậy hết nha mọi người. Cái cách nó là như vậy đó ha. Bây giờ mình phải làm cho đều cái này nè. Theo như hướng dẫn của thầy giáo thì mình phải làm phới cho nó đều cái này trước. Xong sau khi đều rồi thì mình lại đổ tiếp vô cái ơ màu trắng còn lại. Trời, mình làm mà mình cũng hồi hộp nữa các bạn, không biết có được hay không. Tại vì nếu mà không được đó là coi như video này mình quay uổng công nha mọi người. Là coi như mình đâu có list lên cho các bạn, mình đâu có post video lên YouTube cho các bạn xem, đâu có thành công đâu mà đưa lên các bạn chửi chết. Đó, bây giờ đều rồi ha, mình mới đổ vô cái ơ màu trắng. Mình phới lòng thêm một lần nữa nha các bạn, tiếp tục phới lòng tiếp ha, phới lòng đến khi đều thôi mọi người. Các bạn cho một xíu vani vô cho nó thơm. Cái này mình xài vani nước nha mọi người ha, xíu rồi. Tại mấy nãy cái này trong cái công thức này đã có bơ khét rồi. Khi nào mình thấy màu trắng với lại màu vàng nó quyện đều với nhau là được nha các bạn. Như vậy này, cái này nó chưa có đều nè. Giống như gì người ta kêu bằng gì, thủy, sơn thủy. Nó còn trắng vàng tùm lum nè các bạn. Cái khâu này cũng quan trọng lắm mọi người, tại các bạn phải làm cho nó đều lên. Chứ không thôi một lát là cái bánh của bạn á, là cái chỗ nào mà trồng đỏ nhiều, có trồng trắng nhiều quá thì nó nở. Còn cái chỗ nào mà trồng đỏ ít quá, nó không có đều thì cái bánh nó không có nở đều ha mọi người. Bạn nhớ là làm theo một chiều thôi nha, mỗi tay với mọi người. Rồi bây giờ là hơi đều rồi nè các bạn thấy không? Đó, bây giờ là nó màu trắng, trắng hơi trắng gà, trắng vàng này nè. Để cho an toàn trộn thêm miếng nữa. Trời, đang mùa đông nha mọi người mà mình trộn này một lát đổ mồ hôi luôn á các bạn. Đang trời lạnh á. Này chắc tập thể dục này đỡ thì tập thể dục được rồi nha. Đổ mồ hôi luôn á các nhà. Rồi được rồi nè các bạn. Yeah. Bây giờ mình bỏ vô khuôn. Mình thì nhà mình có 3 khuôn rồi các bạn, cho nên mình chắc mình nướng 2 khuôn trước quá. Khuôn này các bạn quét lên mọi người, rồi xong mình mới đổ cái mới nãy cái bơ tan chảy, mới nãy còn dư miếng này. Thay vì mình lấy bơ nguyên đó các bạn, hình như nó đẹp hơn đó. Mình lười biếng thay vì chắc mình làm cái mình thấy thay vì là quét bơ cho khuôn chống dính mà mình không có làm sẵn cái bơ chảy, cho nên mình thấy cái bơ khét cái nãy mình làm đó các bạn thử mà được không, cho mình thấy nó thơm lắm mọi người ơi. Cái bơ khét này chủ yếu là cho nó thơm nè các bạn. Rồi bây giờ đổ vô ha. Đổ vô các bạn nhớ đổ khoảng cỡ này thôi để cho nó phồng lên ha mọi người. Ok, bây giờ đổ vô ha. Sau khi mình tráng bơ vô khuôn rồi thì mình đổ chừa khoảng một chút, đừng có sát miệng quá nha các bạn. Quậy đều lên trước khi đổ nè. Tới cỡ này được rồi nha mọi người. Chết mới đổ rồi.
các bạn ơi, cái khuôn của mình nó bự hơn á, cho nên mình làm vừa đủ ba khuôn luôn mọi người. Nè, ba khuôn luôn nè. Đó, bây giờ mình phải dùng một cái khăn để mình đập nhẹ cho cái bọt khí nó đừng có lên cái bọt khí nha các bạn, cho cái mặt bánh nó bị. Nhưng mà để giảm áp lực thì mình phải dùng một cái khăn, thôi mình dùng giấy đi, mình dùng cái tờ giấy mình để lên ha, rồi mình đập cái này xuống các bạn. Mọi người thấy mình làm không ta? Đây. Tại vì các bạn để trên cái nền này á, nó kêu lớn mà nó kêu cái lực nó mạnh hơn á, nó tưng nhiều hơn á. Còn nếu mà các bạn thấy trên mặt nó có cái rổ rổ, mấy cái lỗ lỗ như là bong bóng á, thì mình chăm nó đi ha. Mình chăm cho nó về nè các bạn, để cho nó đừng có cái lỗ nữa mọi người. Đó, hết rồi nè, thấy không? Hai cái thứ ba. Ở nhà mình có đúng ba khuôn rồi các bạn, giờ đúng làm ba khuôn hơn với sợ. Vậy không biết nó đầy quá không nè, lát mình coi nó nở nó đầy quá không. Nhiều khi nó nở đầy quá nó tràn ra miệng không, cái nó không đẹp mọi người biết không. Coi hên xui đi nha, chứ giờ bỏ bột thì uổng. Mà để thêm một cái đợt hai thì nó không vừa mọi người, nó không đủ. Tại cái khuôn mình chắc nó hơi bự, khuôn bán người ta nhỏ hơn xíu. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị lò nha mọi người. À, trước khi nướng thì mình phải check lại lần nữa. Cẩn thận nha các bạn, nước này nó đã nóng dữ lắm rồi nè. Nên mình kéo nó ra nhẹ nhẹ thôi. Rồi, mình đặt khuôn vô nha mọi người. Bây giờ thì mình đặt ba cái khuôn vô rồi các bạn, mình đẩy vô nhẹ nhẹ nha. Bây giờ nước sôi này, cái nước này nó sôi nè các bạn. Đẩy vô. Rồi, đóng lại. Nếu mà các bạn thấy cái đồng hồ này không? Nếu mà nhà các bạn á có cái đồng hồ này thì các bạn canh nó chính xác hơn là cái nhiệt độ trên lò nha mọi người. Đó, bây giờ chờ thôi, xem có thành công không nha các bạn. Đây là bánh xong rồi ha mọi người ha. Mọi người coi cái bánh như thế nào nha. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi, tuyệt vời quá nè. Đẹp quá ha. Quá chừng đẹp luôn, bây giờ mình lấy ra nha mọi người. Bánh bây giờ lấy ra rồi nè mọi người. Thấy cũng ok ha các bạn ha. Nhưng mà lúc nãy cái do mình đập nó không có đều á, cho nên cái mặt nó còn hơi chưa có đẹp. Nhưng mà mình thấy vậy là cũng ok đối với mình rồi. Nhưng mà nếu mà bạn nào kinh doanh thì mình phải đặt kỹ hơn chút. Thì nếu mà cái lò của bạn, cái khuôn của bạn không có chống dính á, thì các bạn mới đặt nhẹ, đặt nhẹ trong cái phần khuôn ha, để lấy ra nha mọi người. Tại cái khuôn mình hình như cũng không có chống dính nè, cho nên mình đặt nhẹ nhẹ ra. Mình quên bỏ cái giấy nến ở dưới các bạn. Nếu mà các bạn sau này làm nó bỏ cái giấy nến xuống thì nó rất là ngon luôn nha các bạn. Bây giờ mình ăn thử nè. Trời, con mình nó mới vừa lấy ra, tụi nó lo tụi nó ăn hết rồi mọi người. Thì các bạn coi bánh nè, thấy không, ngon dễ sợ luôn chưa nè. Mấy đứa nhỏ nó ăn nè các bạn, mới vừa lấy ra nè các bạn coi nè, mới vừa lấy ra mấy đứa nhỏ nó dành nó ăn, nó bẻ tùm lum nè. Nhưng mà hơi khó lấy ở dưới cái đáy các bạn. Nếu mà mình rút kinh nghiệm, mai mốt mình để cái giấy nến ở dưới khi mình úp ngược lên là nó đã ra rồi mọi người nha. Mỗi mọi người ơi, gì đó đừng chọc em nữa con kia. Trời ơi, ngon dễ sợ luôn các bạn ơi. Công thức này là tuyệt vời luôn nha mọi người. Các bạn coi cái bánh mình xé ra nè, mấy đứa nhỏ nó ăn nè. Các bạn coi là mấy cái nhỏ nó xé ra nó ăn nè, ngon dễ sợ chưa, hấp dẫn không mọi người nè. Trời, mình mới ăn nè, ngon quá mọi người, dễ chân luôn á. Không nhém luôn á.
nhà mốt để cái ghế nến xuống mà để là dễ hơn, còn bây giờ mình lấy nó hơi khó cũng được, nhưng mà nó bể nè mọi người ha, bể ngon quá các bạn ơi, thiệt quá. Đáng đồng tiền đi học nha. Mình sẽ ghi cụ thể là cho các bạn xem ha, để biết được cái cách như thế nào ha. Ok, bánh của mình rất là ok luôn, bánh của mình làm rất là tốt luôn nha các bạn, ăn rất là ngon. Cho mọi người coi cẩn cảnh cái ruột ở trong bánh nè, cái xốp nó ngon, cái sợ các bạn. Mấy đứa con mình mới vừa nướng ra mấy đứa cháu nó ăn mất tiêu hết nửa cái rồi đó, các bạn thấy không, mình lấy không có khéo cho nên cái khúc này, mấy cái khúc này nó không có được đẹp nè mọi người, ở dưới nó không được đẹp ha. Nhưng bạn nào mà khéo tay á, làm lấy ra đẹp á, là đẹp lắm đó, ba cái của mình nha bạn. Bây giờ công thức này xong rồi ha, hẹn bạn các bạn gặp nhau ở một công thức khác hấp dẫn hơn nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt nha, bye bye.